Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Hôm nay Đình Duy xin gửi tới quý vị khán thính giả tập tiếp theo, tập 6 của tiểu thuyết Bão Đồng của tác giả Cao Năm. Ở tập 5 ngày hôm qua, chúng ta đã biết được căn nguyên của cái mối tình vụng trộm giữa chủ tịch trường và cô Hà, cán bộ phòng mua bán của huyện. Chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến đang rất là hấp dẫn của câu chuyện này ngay sau đây. Chỉ biết Hà trong lúc chờ đợi gặp trường từ trên hội trường đảng tỉnh đi ra, lòng rộn lên bao ý nghĩ như người mộng du. Những giây phút đợi chờ cũng vì thế nhẹ nhàng trôi, không chút nặng nề, khắc khoải. Nghĩ thì nghĩ, nhưng mắt Hà vẫn đặt vào các tòa nhà cao to nghiêm cẩn như một giảng đường trước mặt. Kia rồi, người đàn ông tầm thước, nước da trắng trẻo với nụ cười thường trực trên môi, và một dáng đi tay cứ vung va vung vẩy như quạt ra phía sau. Từ lâu, dù nhìn mãi đằng xa, Hà cũng không thể lẫn với bất cứ người đàn ông nào. Đang từ cửa chính hội trường bước từng bậc xuống sân, đi nhanh ra nhà thường trực. Hà xách cái túi để trong chiếc nón trên ghế, ngó đầu sang phòng bên chào ông thường trực rồi bước vội ra cửa. Trường nhìn thấy Hà, lòng bỗng xốn xang. Anh lại cứ tưởng gặp ai cơ, thì ra là em. Anh không ngờ em lại có thể tìm tới đây gặp anh chứ gì. Hai người đã đứng đối diện nhau, bốn con mắt nhìn nhau như thể hàng năm nay mới gặp. Trường xác nhận. Anh không nghĩ em đã về. Chuyến đi miền Nam tốt đẹp không em? Lương thực mua được bao nhiêu? Ở nhà đang gay go, 3 tháng trồng cây không bằng 1 ngày trông quả. Càng những ngày giáp hạt càng đói vàng con mắt. Nghe Trường hỏi dồn dập, Hà hiểu ngay anh đang lo lắng đời sống của bà con trong kỳ giáp hạt này. Đứng ở đây xin ý kiến có khi lại sôi hỏng bỏng không cũng chưa biết chừng. Hà liền nói. Việc còn nhiều lắm, anh có phòng nghỉ ở đây không? Anh nghe mình phải ngồi lâu lâu một tí, em mới báo cáo hết với anh được. Trường nhìn Hà mắt hơi nheo lại. Thế cũng được, ta lên trên này. Trường dẫn Hà đi lại phía dãy nhà 2 tầng khuất sau hàng cây dừa nước tùm cành lá phía cuối hội trường. Hai người đi vào cầu thang đặt ở giữa tòa nhà rồi quạt bên tay trái qua mấy phòng đóng cửa kín. Trường dừng lại trước cửa một phòng gần sát đầu dãy tầng 2, rút túi lấy chìa khóa mở cửa. Khi cánh cửa gỗ đóng theo kiểu bức bàn vừa mở ra, Trường quay lại vừa dục vừa như đẩy Hà. Em vào đi. Vì cánh cửa trường mới mở hé, Hà phải nghiêng người mới bước vào được. Khi Hà còn chưa kịp bước hẳn vào trong phòng, vẫn còn chân trong chân ngoài cửa, Trường vội bước vào theo, một chân Trường dẫm lên chân Hà, làm Hà kêu ối lên, vội ôm lấy Trường. Hai người cứ thế dìu nhau vào gần chiếc bàn kê sát tường, hai bên có 2 cái ghế, hẳn là bàn học của học viên. Hà như cứng đơ 2 chân, một tay bá chặt cổ Trường, một tay chỉ vào chiếc giường con cạnh đó. Trường hiểu ý nhưng không dìu Hà đến thẳng chiếc giường Hà chỉ, mà quay ra dẫn Hà đến chiếc giường kê sát tường phía trong. Hẳn đấy mới là giường của Trường nằm trong thời gian dự hội nghị. Vừa tới nơi, Hà liền nằm vật ra giường, dáng mệt mỏi, nhưng đôi mắt long lanh nước lại chăm chăm nhìn Trường vẻ khơi gợi đợi chờ. Trường dường như chưa nhìn thấy đôi mắt âu yếm của Hà, hoặc giả đã nhìn thấy nhưng đây là nhà ở của học viên trường đảng tỉnh, chứ không phải là phòng riêng của mình ở ủy ban huyện, nên lặng lặng quay ra, khép chặt cửa, còn cẩn thận lấy chốt cài ngang phía trong, xong mấy bước nhanh lại trước giường Hà đang nằm. Trường bước đến ngồi xuống giường, 2 chân vẫn để thõng dưới sàn nhà, chắc lại câu hỏi khi hai người mới gặp nhau. Chuyến đi của em có tốt đẹp không? Lương thực mua được bao nhiêu? Hà nửa nằm nửa ngồi, đưa cả 2 tay ra như ôm choàng lấy cổ Trường, mặt ghé sát vào mặt Trường như thể chỉ còn đợi Trường mấp máy môi là 2 cái miệng hớp chặt lấy nhau không thể rời. Nhưng Trường lại ấp cả 2 bàn tay lên 2 má Hà, như thể người ta vẫn đưa tay vuốt má trẻ con mỗi khi đi xa về. Giọng Trường nhỏ nhẹ. Từ hôm em đưa đoàn hợp tác xã mua bán vào miền Nam mua lương thực, anh vẫn sốt ruột chờ tin, nhưng cứ bật tâm. Em thử nói sơ qua tình hình chuyến đi xem thế nào, có kết quả gì không? Bao nhiêu ngày đằng đẵng nhớ nhung, lại bao nhiêu lâu đợi chờ mong ngóng, ngồi đến tê cả chân ngoài phòng thường trực. Thế mà gặp nhau rồi, đưa nhau vào đến đây rồi. Cánh cửa khép lại tưởng hoàn toàn tự do, hoàn toàn buông thả, hoàn toàn đòi hỏi và chiều chuộng theo ý thích của nhau. Vậy mà... Hà ngồi hẳn dậy giữa giường, 2 chân co lên, 2 tay khuỳnh ra, ôm lấy 2 đầu gối, như cố nén những giọt nước chỉ trực trào ra trong khóe mắt, giọng đều đều rời rạc. Báo cáo với anh là chuyến đi nói chung là thuận lợi. Toàn bộ số tiền mặt huyện cấp, cộng với số tiền vốn của đơn vị mang theo, chúng em mua hàng hết. Trường sốt ruột cất ngang. Được những hàng gì nhiều hả em? Gạo có được 1000 tấn không? Anh cứ từ từ để em nói đã nào. Đoàn chúng em có 5 người và trong đó chia làm 2 tốp. Em cùng với anh Định và cô Hóa đi miền Tây xuống tận Cần Thơ Long Xuyên lùng mua gạo. Nhớ các công ty lương thực trong đó đang có lệnh tập trung giao gạo cho Trung ương để chuyển gấp ra các tỉnh Thanh Nghệ Tĩnh.
nên suốt gần tháng chúng em đi hàng chục nơi, cũng chỉ mua được một ít. Một ít là bao nhiêu? Có được dăm 700 tấn không? Trường sốt ruột hỏi. Thì anh cứ từ từ nghe em nói đó nào. Ờ, anh vẫn nghe đây. Còn mấy người kia, ông Thản và anh Nhiệm thì sao? Trường cứ hỏi dồn, làm Hà thấy hơi lúng túng. Vì không ngờ cuộc gặp sau bao lâu chờ đợi lại quay ra như lấy khẩu công nhau thế này. Nhưng Hà kịp trấn tĩnh, hay đúng hơn là biết tận dụng cái sắc đẹp và sự âu yếm trời phú cho đàn bà để dập tắt cơn nóng nảy của người đàn ông đa tình hiếu sắc, lại hiếu cả danh. Hà buông tay bó gối, quay sang ôm lấy Trường và ghé sát khuôn mặt trái xoan có đôi mắt với những ngấn nước đang vòng quanh, nhìn thẳng vào Trường, giọng òn ẻn. Anh chẳng thương em gì cả, đi xa hàng tháng về mà chẳng để em nghỉ tí nào, cứ hỏi dồn dập như tra khảo em thôi. Thế là anh thương em đấy chứ. Em có biết chuyến đi của em mà thắng lợi thì ý nghĩa biết bao không? Thôi, nói tiếp đi. Còn mỗi ông Thản, ông Nhiệm thì sao? Hà vẫn choàng tay ôm Trường mà cả. Nhưng anh phải bình tĩnh nghe em mới nói. Ờ, anh nghe đây. Ông Thản có người quen làm ở Unimex Sài Gòn. Hai người ở lại trên đó hóa ra lại may, tìm được mối hàng chiết khấu cao, nên gánh đỡ cho chi phí mấy trăm tấn gạo. Không có cũng gánh. Hàng gì lại chiết khấu cao? Hay là mất phẩm chất? Hà bĩu môi. Gớm, anh cứ làm như em gái anh ngờ nghệch lắm đấy. Đi lôi hàng mất phẩm chất về còn bán cho ma. Nhưng mà này, em bảo, hàng này em biết tổng là anh rất thích, nên em nói xong là phải ấy ngay anh nhé, em muốn lắm rồi. Trường cũng đưa tay kéo Hà sát vào lòng mình, rồi vừa luồn một bàn tay xuống dưới vạt áo, lần lần bầu vú căng cứng của Hà, xoa xoa nắn nắn, vừa thì thào. Ờ, nói nhanh đi, rồi còn ấy tí, kẻo trên hội trường họ cũng sắp tan đấy. Hà như kìm nén ngọn lửa tình vừa được Trường khơi lên đã bùng cháy trong lòng, đặt một tay lên chỗ ngực của bàn tay Trường đang xoa nắn dưới lần áo mỏng, ngẩng đầu nhìn Trường nói nhỏ, chỉ đủ hai người nghe. Anh có biết chỗ người quen của ông Thản để cho mối hàng gì không? Thôi để em nói, cầm chắc là anh cũng rất thích. Đấy là 25 chiếc xe máy Honda, dòng Sumpe Coupe còn nguyên cả hộp anh nhé. Quả nhiên Trường không nén được niềm vui, quên cả bàn tay đang luồn dưới lần áo ngực Hà, dừng lại hỏi ngay. Loại bao nhiêu phân khối? 50, 70 hay 90? Vậy là cá đã đớp mồi, nhưng Hà vẫn nhận nha. Em biết anh chán đi xe 50 rồi mà. Nên họ bảo nếu lấy xe 50 thì để cho hẳn 40 chiếc, chuyển tiền qua ngân hàng vào trả sau cũng được. Nhưng em biết anh đang thích xe phân khối lớn, nên em lấy 5 chiếc 90, để anh thích chiếc nào lấy chiếc ấy. Còn lại đều là xe 70. Sao em không lấy toàn xe 90, lại dở răng dở đen thế? Nhưng không đủ tiền lấy cả 90 anh ạ, thế em mới phải vội ra hỏi ý kiến anh. Em đã định số xe đó đưa cả về huyện phân phối, hay bán cho đâu chưa? Em đã trao đổi thống nhất trong ban chủ nhiệm thế này, xin ý kiến anh, được thì em cho xử lý ngay. Hà vẫn ngồi hướng đôi mắt ướt rười rượi vào mặt Trường, giọng nói nhỏ nhẹ, thoáng nghe có vẻ rõ ràng, nhưng nghe kỹ, suy nghĩ cặn kẽ vẫn thấy lộn xộn chồng chéo. Rất khó tách bạch 25 chiếc xe ấy có mấy chiếc để dùng, để biếu, cho những đâu, còn là bán theo phương thức nào, lấy hết bằng tiền mặt hay đối lưu hàng công nghệ phẩm về phục vụ địa phương. Trường cố gắng lắm cũng chỉ nắm bắt được phần nào những lời Hà nói, nhưng cũng không hỏi lại. Ai lại đi hỏi lại người mình yêu trong khi đang tự tình, kỳ quá. Mà dẫu Trường có không thấy kỳ thì cũng chậm rồi, không còn dịp nữa rồi. Bởi ngay tức khắc Hà đang ngồi, bỗng như đổ vào ngực anh. Hai tay vít đầu anh xuống, rồi nhanh như chớp tới tấp ấp lên môi, lên má Trường, những cái hôn như chút niềm dạo dực nén chờ. Cùng một câu nói mà vào giây phút ấy, trong bối cảnh kỳ diệu có 102 ấy. Trường không thể không bật ra lời khen, khi thoáng nghe Hà hỏi, thế có được không anh? Em đúng là giỏi tính toán. Hà cười, giọng òn ẻn, không thế làm em gái anh thế nào được. Trường như vẫn còn kịp nhớ một việc không kém phần hệ trọng, vội nâng đầu Hà lên dặn. Này, thế nào cũng phải để lại một chiếc xe 90 cho bên huyện ủy đấy nhé, em nhé. Vâng. Nói xong câu ấy Hà thấy nhẹ cả người. Vì Trường dặn thế nghĩa là chỗ ngại nhất là bên huyện ủy thì cũng có suất rồi, cứ yên tâm làm đi, đừng có lo gì nữa. Quả là công đi lại và cả sự ngóng trông chờ đợi của Hà không huồng. Đến mức Hà không thể ngờ mình chưa hao tốn bao nhiêu sức lực mà đã nhận được từ con người hừng hực khí nam nhi và hào hoa kia một sự đồng tình gần như tuyệt đối. Không những thế còn được lời khen giỏi tính toán nữa kia. Nhưng vẫn còn một động tác nữa bảo đảm cho Hà cầm đằng chui. Ấy là chữ ký phê duyệt cho hợp tác xã mua bán huyện được áp dụng phương thức phân phối hàng hóa khai thác từ miền Nam ra, chứ không hẳn chỉ có xe máy. Không những không ai có thể vặn vẹo mà ngay đến cơ quan pháp luật cũng không thể bắt bẻ. Vì cái việc hợp tác xã mua bán chúng tôi làm được, ủy ban huyện trực tiếp là đồng chí chủ tịch ký duyệt rồi. Hà bỗng nhòi người lên bàn lấy cái túi sách, từ lúc bước chân vào phòng đã vứt lên đấy như thể tiện tay, lơ đãng, chứ trong chẳng có gì phải cất giữ. Hà bỗng nhòi người lên bàn lấy cái túi sách, rút trong túi ra một cuốn sổ bìa cứng, rồi lấy từ trong cuốn sổ ra tập giấy mỏng,
đánh máy chi chít những hàng chữ màu xanh đen, chìa ra trước mặt trường. Đây là phương thức phân phối hàng mà em vừa báo cáo với anh. Anh xem rồi ký vào đây cho em, để em về giải quyết luôn. Chứ một đống tiền để lâu trong kho, toàn lãi lờ gì nữa anh, hả anh? Còn mấy chiếc xe 90 thì cứ để kho bên em. Hôm nào rỗi cùng nhau đi đăng ký một thể, anh nhỉ? Hà vừa nói vừa cầm tờ giấy đánh máy chi chít những chữ xanh đen dơ ra trước mặt trường. Trường cầm tờ giấy xem lướt. Trong khi trường xem lướt, Hà ngồi canh như khuỳnh tay, ôm ngang vai trường, và Thuận Đà càng lúc càng day day bộ ngực cứng căng lên tay, lên vai, làm trường đọc mà như chẳng thấy rõ mặt chữ, chỉ thấy chữ nào chữ ấy líu díu vào nhau như hoa cà hoa cải. Một loáng, trường như đã xem xong, đầu hơi ngẩng lên hỏi, anh chỉ cần ghi đồng ý và ký vào đây thôi hả? Vâng ạ. Hà vừa nói vừa thuận tay nâng một bên má trường quay về phía mình, tới tấp đặt lên đó những cái hôn đắm đuối. Trường đáp lại những cái hôn đồng cháy của Hà nhưng vẫn không quên làm cho xong chức phận. Bước xuống giường, đến bên chiếc tủ treo quần áo, rút chiếc bút máy ở túi rồi quay lại bàn, hí húi ghi mấy chữ và ký nhoáy một cái. Xong quay lại giường đưa cho Hà hỏi. Còn số gạo mua về, đã bốc giấy tàu lên hết chưa? Chúng em đang cho bốc, nhưng cũng cái khó là bên cửa hàng lương thực họ không cho mượn kho để chứa tạm, để chờ phân cho các xã anh ạ. Trường nói ngay, không ra trách cứ cũng không ra tán thành với cửa hàng lương thực huyện, nhưng rõ là nhắc khéo Hà. Việc này thì em lại câu nệ quá rồi. Có phải vài bóc quắm muối, rổ giá cày cuốc như các mặt hàng truyền thống của ngành mua bán đâu mà cứ phải qua kho phân phối dần. Đây là gạo cứu đói cho dân. Huyện đã phải bấm bụng bỏ ra tiền triệu để đi mua gạo về cứu đói, mà lại cho vào kho chờ phân phối thì còn gọi gì là cứu đói nữa. Thôi, em cứ cho bốc cả tàu lên được xe nào, chờ thằng về xã xe ấy, để họ phân chia ngay cho dân là nhanh gọn nhất, không phải kho tàng thêm mướn hư hao gì nữa. Những tưởng trường giải quyết như thế là gọn, nhưng sao trong việc này Hà vẫn như có cái gì chưa được vừa ý mình. Hay suốt bao nhiêu ngày mệt nhọc vào tận miền Nam mới mua được mấy trăm tấn gạo ra, ngỡ rồi sẽ có bao nhiêu chánh phó chủ tịch, chủ nhiệm các xã săn đón nài nỉ, van xin Hà từng cân gạo. Trong giấy phân phối lương thực phát ra hàng ngày, do đích danh chủ nhiệm mua bán huyện ký mới có hiệu lực. Vậy mà chỉ mấy câu của trường, bao nhiêu dự định về phân phối gạo như một kiểu phát trần, Hà đã tính hết nước, hóa ra công cốc. Nhưng Hà cũng không dám bác bỏ ý trường, chỉ nói. Nhưng em thấy ở nhà các xã cũng đi miền ngược mua sắn tươi cả rồi anh ạ. Trường xác nhận. Đấy là chủ trương của huyện, cấp giấy cho các xã lên miền ngược mua sắn về cho dân, để có cái ăn trong tháng giáp hạt này. Đúng như trường nói, huyện cấp giấy giới thiệu cho các xã lên miền núi mua sắn về cho dân, để có cái ăn qua tháng giáp hạt này. Nhiều xã đã xuất tướng, đích thân chủ tịch ủy ban hoặc chủ nhiệm hợp tác xã khăn gói lên miền ngược mua sắn, thuê xe trở về. Mỗi cân sắn, chi phí về tới nhà tính ra chỉ mất hào rưỡi, hai hào, nên bà con những xã đã mua được sắn mang về đều rất phấn khởi. Một miếng khi đói bằng một gói khi no, ai lại không hời lòng hời dạ. Vậy mà xã Tiên Trung vẫn chưa có động tĩnh gì. Chủ tịch Thuật nhận thấy giấy giới thiệu của huyện mấy ngày nay vẫn đút túi, chỉ chờ tìm được người dẫn đầu đoàn đi mua sắn là đưa ra. Nhưng vẫn chưa tìm được, bí thư xa thì không thể đi được rồi, vì vừa mổ dạ dày, mới lại tuổi cũng đã cao, năm nay 64, ngồi tàu xe thì được, nhưng lên trên đấy còn phải trèo đèo lội suối, và từng bản đến từng nhà, thậm chí ra tận ngoài đồi nương mới mua được sắn, rồi lại còn đào bới, khuân vác, thuê xe cộ chuyên chở. Ôi giời, của một đồng công một nén, mua được xe sắn về đến nhà đâu phải dễ, thế nên không thể bà ai cử người ấy đi được, phải có người tin cậy, làm việc có trách nhiệm đã đành, lại còn phải biết ít nhiều đường xá miền ngược mới dễ dàng đi lại mua bán. Nhưng cửa ai đi bây giờ cũng khó, chú Lận không thể đi được rồi, đã giờ công trình gia tộc mà vắng chú ấy, ai là người trông nom công việc hàng ngày. Và lại chú ấy còn là chân chạy, vắng nửa ngày một buổi còn được, chứ hàng chục ngày có khi đến cả tháng thì khó có người thay được. Thuật họp trên huyện về thẳng nhà, vất tạch cái xe đạp ngoài hiên vào bàn ngồi, rót đầy ca nước chè xanh nguội ngắt trong cái siêu dưới chân bàn tu một hơi hết. Rồi cứ thế ngồi thử ra. Ban sáng ở huyện, ông Hưởng chủ trì cuộc họp kiểm điểm việc khắc phục hậu quả bão lốc, không phê bình, nhưng lại bắt bẻ. Tiên Trung không cần đi mua sắn nữa thì yêu cầu đồng chí Thuật đưa lại giấy giới thiệu, để huyện cấp cho xã khác, chứ không thể giữ mãi giấy giới thiệu lưu không thế được đâu. Đúng là giấy giới thiệu đã có chữ ký và con dấu của ủy ban huyện, chỉ chưa có họ tên người mang giấy, mà để lại lâu, nếu mất thì chí nguy. Nhưng Thuật chỉ biết im lặng, không nói được câu nào. Bụng đã nghĩ, hay là hoãn công trình gia tộc lại, để mùa màng xong, tóc lúa dư giả hãng làm. Nhưng lại nhớ lời em rể dặn cách sáng Thuật đi cùng xuê vào phòng trường, gặp đúng lúc cuộc tình xét đánh giữa trường và Hà vừa xong. Trước khi nhắc Thuật nhớ qua chỗ cô Hà bên mua bán huyện lấy đôi lốp xe đạp về mà thay. Chú em rể quý hóa còn dặn đi dặn lại ông anh vợ. Bác đã có ý định lập sinh phần gia tộc, em hoàn toàn ủng hộ, nhưng phải làm khẩn trương bác ạ. Làm khẩn trương, đúng quá rồi. Nhân bảo như thần bảo, hơn nữa chú ấy lại đứng đầu cả huyện, sao còn tính toán hớ hênh được.
Lúc này đang là thời cơ thuận lợi. Trong nhà mình là trưởng, kinh tế có, chức quyền có. Tuy chưa đứng đầu xã, vì ông Sa dẫu đã hơn 64 tuổi vẫn còn hám chức bí thư, chưa chịu nghỉ hưu, nhưng lại là người đứng đầu chính quyền mọi việc của xã. Từ đất đai công thổ, thuế má đến sinh tử, đi đứng, nhất nhất đều phải qua tay chủ tịch ký mới xong. Chưa kể chú Lận cũng đang là chủ nhiệm hợp tác xã, nắm toàn bộ kinh tế nông nghiệp của xã. Dưới thế, còn trên, tiếng là em, nhưng vợ chú Trường lại là con gái út, được ông bà nuông chiều từ bé. Cô ấy được người, lại được cả nết, bảo gì chồng chả nghe. Thời buổi này, 10 anh cán bộ nhân viên nhà nước thì 9 anh sợ vợ một vành, bởi chẳng mấy ai không có tật, mà đã có tật thì hay giật mình. Vợ chỉ hơi là mình làm mẩy một tí, ghen bóng ghen gió một tí là đã xón đái ra quần. Không, nó mà đến tận cơ quan làm mầm mỹ lên thì chỉ có ngồi kiểm điểm cả tháng không xong. Nhẹ cũng bị phê bình, cảnh cáo, ghi lý lịch. Nặng có khi còn mất đảng mất chức phải về vườn nữa chứ. Vậy thì một khi chồng cô ngấn đã nghe theo lời vợ, thì gì chứ cái sinh phần gia tộc bên ngoại có đáng là bao đối với một vị đứng đầu chính quyền huyện. Đúng là thời cơ có một không hai, trên dưới đều cánh hầu cả. Còn công xá thì giữa lúc đói kém này, chỉ ới một tiếng là có khối người làm, chứ lại không. Đi đảo mai quốc đất cơm ngày hai bữa, dẫu không công xá gì cũng còn bằng mấy ở nhà bữa cháo bữa cơm không có mà ăn. Việc thổ mộc xưa nay muốn đỡ tốn kém, bao giờ người ta trả giờ ra vào kỳ cơ nhỡ. Thế nên chú Trường chuối khuyên làm khẩn trương đi là đúng, cần phải khẩn trương nữa. Thế là thuật về, giáo diết chuẩn bị lập sinh phần. Sau hôm ở chỗ Trường về vài ngày, trong một buổi hội ý thường vụ đảng ủy xã mà thường vụ nhà nào có nhiều nhận gì, chỉ có ba người thì duy nhất mỗi ông Sa là người ngoài, còn hai anh em Thuật, Lận. Cuối buổi họp, Thuật rút cặp ra, lấy tờ giấy viết tay có chữ ký của Lận. Ủy ban thường vụ đảng ủy, chủ nhiệm hợp tác xã Tiên Trung, thay mặt đảng ủy, ủy ban và hợp tác xã, đề nghị trên cho dành khu đất gò, lối vào làng Phương Trì để xây dựng khu văn hóa sinh phần. Bên trên phía góc trái đơn đề nghị là chữ ký duyệt đồng ý của Trường, chủ tịch ủy ban huyện, kèm đóng dấu treo mà cái buổi sáng hôm Thuật lên gặp Trường để trình bày, may sao lại gặp đúng lúc cuộc tình công sở giữa Trường và Hà vừa xong. Tiền trảm hậu tấu, việc đã rồi mới đưa thường vụ bàn, thì một bí thư Xa chứ 10 bí thư đảng ủy như Xa cũng gật đầu lia lịa. Vậy mà không làm khẩn trương thì dở quá. Cả một kế hoạch cụ thể được hai anh em Thuật, Lận và thằng Bính, cháu Trường đích tôn, hoạch định sẵn rồi. Sở dĩ phải có Bính vì không những nó là cháu Trường, sau này trông coi hương hỏa của cả gia tộc, còn vì thằng Bính đang dấp dinh, yêu cái Viên, con ông Mải, em gái Điền bên Phương Trà. Gì thì gì, chứ tiếng tăm ông Mải không những trong đảng bộ, mà cả bàn dân thiên hạ xã này còn phải kính nể. Một khi thằng Bính đã tác thành với cái Viên, cũng coi như họ Vũ làng Phương Trà và họ Phạm làng Phương Trì là một. Còn việc Tay Điền bị kỷ luật lưu đảng 12 tháng, chứ 2 năm 4 tháng đi chăng nữa, đối với Thuật cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Ý nghĩa là cái chức chủ nhiệm hợp tác xã toàn xã đã về tay Lận, cũng có nghĩa hai trong ba chân kiểng lãnh đạo cao nhất ở xã này đều nằm ở làng Phương Trì, cụ thể là nằm trong tay hai anh em ruột Phạm Khắc Thuật và Phạm Khắc Lận. Không gì hơn lúc này là đi lại kết thân với cha con ông Mài, hay ít ra cũng không nên có định kiến với họ như trước đây nữa. Nhất cử lưỡng tiện, việc tác thành của thằng cháu Trường hẳn không gặp trở ngại, lại còn có thể tranh thủ được sự đồng tình ủng hộ của cha con ông ấy trong việc lập khu văn hóa sinh phần. Một công trình lớn của anh em Thuật để lại cho đời sau, cũng là sinh phần lớn nhất, không những xã này mà cả huyện này cũng chưa dòng tộc nào có. Đến Trường cũng còn thúc giục ông anh vợ cứ làm đi, làm khẩn trương, làm cho to đẹp vào. Có gì mấy năm nữa, em cũng dập mẫu bên anh về lập một khu văn hóa sinh phần dòng tộc nhà em bên Tiên Thái. Vậy chẳng những mình không thể đi, mà chú Lận cũng không thể dứt ra năm bữa nửa tháng để đi mãi miền ngược mua sắn được. Chỉ còn một cách. Đúng thế. Thuật vừa chợt nhớ đến gợi ý của ông Liệu, cửa hàng mua bán xã, khi anh hỏi việc cử người đi miền ngược mua sắn năm nay theo bác nên cử ai. Vội đứng lên tất tưởi đi vào buồng lay gọi vợ. Mẹ ông ơi, dậy, dậy, tôi nhờ tí. Phượng, chị chủ tịch ủy ban xã Tiên Trung ngày nào đi giao ban cụm chiến đấu bắn máy bay Mỹ, cùng với đại úy Cải về đến ngang đường gặp mưa to gió lớn, sấm chớp đùng đùng, hai người phải vào trú mưa trong chiếc lều người coi đồng. Nay là vợ Thuật. Phượng đang nằm nghỉ trưa trên chiếc giường hai vợ chồng vẫn nằm kê trong gian buồng phía đông, bỗng bị chồng đánh thức. Lần khân không muốn dậy, nhưng khác với cử chỉ của một ông chồng quen lấy quyền uy ra lệnh hơn là nói nhẹ nhàng, Thuật ngồi xuống mép giường rồi rất nhanh luồn một tay xuống gáy vợ như nâng dậy, giọng có cái gì như một sự nhờ vả. Mẹ nó dậy đi tôi nhờ một việc. Phượng ngồi hẳn người trên giường, hai tay đưa lên vuốt vuốt mái tóc đang xõa xuống vai ra phía sau.
rồi một tay chít nắm tóc sau gáy, một tay cầm nắm đuôi tóc cuộn vào, búi thành búi tó sau lưng. Kiểu búi tóc thành búi tó sau lưng ấy của Phượng như một sự tự trang điểm, làm cho cái cổ của chị vốn đã cao và trắng lại càng thêm cao và trắng trèo khơi gợi hơn. Bỗng chốc Thuật nhìn vào cái cổ cao và trắng trèo khơi gợi của vợ như nhìn cô gái đang xoan, chứ không phải cái bà vợ đã ngoại tứ tuần nữa. Hay cũng tại đã lâu lắm chưa được nhìn thấy Phượng thế này giữa ban ngày ban mặt, giờ nhìn thấy khác lạ quá chăng. Thuật vội đổ người chùm lên Phượng, rồi một tay luồn nhanh xuống vạt áo, lùa lên bộ ngực phơi trần không mặc xu chiêng, còn một tay thọc dưới cặp quần rộng cũng không có quần con bên trong. Duật nhanh, Thuận đặt được cả hai tay vào hai chỗ mẫn cảm nhất của người đàn bà. Nhưng bất ngờ, Phượng ngồi bật dậy. Anh làm cái gì mà hùng hục như trâu húc mã thế? Không sợ có người đến thì dơ mặt ra đấy à? Biết vợ không thích cũng không thể ép. Vợ chồng chăn gối là cả một đời. Và giữa ban ngày ban mặt cũng không nên. Thuật vội ngồi dậy nói như để chữa thẹn. Đùa một tí. Phượng nhìn chồng cười. Hôm nay lại biết đùa cơ đấy. Rồi tuột cả hai chân xuống đất tìm dép. Miệng giục chồng. Thôi. Nhờ vả gì người ta thì nói đi. Thuật cũng đã dò được hai chân vào hai chiếc dép, đứng lên. Mình sang tìm hộ tôi chú Lận sang đây nhé. Thì đằng nào chiều anh em ông trả ra xã, còn bắt tôi đi tìm giữa trưa nắng thế này làm gì? Thuật như không nghe tới lời vợ, hoặc có nghe nhưng việc bảo đi là vẫn cứ phải đi. Thôi mình đi đi, bảo chú ấy là đến ngay có việc cần, tôi muốn bàn riêng với chú ấy nhé. Phượng lặng lặng ra ngoài nhà, lấy chiếc nón treo đầu cột, rồi cun cút đi ra giữa sân, trời nắng chói chang. Thuật cũng quay ra ngoài nhà, ngồi vào đúng chiếc ghế có hai tay vịn Thuật ngồi ban nãy. Cái ghế ấy lúc nào cũng được đặt bên trong, cạnh bàn thờ tiên tổ. Phía tay phải lối vào gian buồng, vợ chồng Thuật nằm ở phía đông nhà. Bên ngoài cũng là một chiếc ghế có hai tay vịn, giống như chiếc ghế dài kê đối diện. Vợ con hay khách khứa, ai ngồi vào đấy cũng được. Miễn đừng có vô ý, nhỡ ngồi vào cái ghế có hai tay vịn đặt phía trong, dưới chỗ bàn thờ tiên tổ. Gặp lúc ông chủ nhà đi đâu về thì thôi đấy, không bị bắn té tát cũng bị của vô ý vô tứ. Thuật đặt đít ngồi xuống ghế, hai chân khuỳnh lên để tì hai đầu gối vào mép hai bên tay vịn. Còn hai tay đặt lên như kiểu vua chúa ngồi đặt tay lên ngai vàng. Với kiểu ngồi ấy, dường như có làm cho xương cốt trở nên thư giãn hay sao mà. Mà Thuật lại hướng hẳn khuôn mặt chữ điền, nước da thiết bì, với đôi mắt to, có hàng mi dày cum cúp, nhìn chằm chằm về phía Phượng đang tất tưởi bước ra cổng. Chẳng lẽ Thuật không tin vợ mình lại không sang tìm Lận? Chả dám, nhưng vẫn ngại vợ ra ngõ, gặp ai, lại chuyện trò năm câu ba điều. Sang đến nơi khéo không chú ấy lại ra xã rồi cũng nên. Thuật sốt ruột ngồi đợi, mãi cũng không thấy Lận sang mà cũng không thấy vợ quay về. Đang định đứng dậy ra ngõ xem có thấy ai không thì Lận tất tưởi đạp xe đến. Thuật hỏi ngay, nhà tôi sang bên chú đây. Lận dựng xe đạp ngoài tường hoa bước vào. Ba gái về sau mà hình như em thấy ba cái rẽ vào nhà bà thêm hỏi cái gì ấy. Lận vừa nói vừa bước vào trong nhà, ngồi xuống đầu trước ghế dài, nhìn ông anh đang ngả người ra ghế tựa, nét mặt khó đăm đăm, dè dặt hỏi, bác cho tìm em có việc gì ạ? Thuật ngồi ngay người lên, chăm chăm nhìn Lận nói, chú cho thả tay điền, ông Tinh, với mấy người ngoài phân lưu chưa? Lúc ở nhà vừa xách xe đạp ra sân định đi xã, thấy chị dâu sang tìm. Chú sang ngay có việc cần, ông ấy bàn riêng với chú đấy. Lận lại nghĩ chuyện lập khu văn hóa sinh phần, chắc là sáng nay lên huyện họp, gặp ông em rể lại thay đổi gì chăng? Nhưng không ngờ vừa sang đến nơi, đã nghe ông anh cả hỏi một câu đột ngột, không có liên quan gì đến việc gia đình, mà sao lại cho tìm sang nhà bàn thế này? Lần chưa hiểu đầu chê tai nheo ra sao, lưỡng lự. Em tưởng việc thả hay không là phải có ý kiến của huyện chứ. Thuật bỗng ngồi hẳn lên như người lao về phía Lận hỏi dồn, thế lúc bắt mấy người ấy chú có xin ý kiến huyện không hay tự chú cho bảo vệ xuống bắt? Lận ngập ngừng, lúc em xuống đã thấy ông Hưởng ở đấy rồi, em hỏi ông ấy bảo đứa nào chống đối bắt giáo về xã chờ giải quyết. Vậy mà về huyện ông Hưởng lại nói là xã thọ bắt, chứ huyện ai ra lệnh? Chú đi mà cãi, giải quyết cái con khỉ 25 con lợn, toàn loại to, 90 cân một tạ đang đâu trở đến trại người ta, bắt nuôi báo cô gần chục ngày rồi. Báo thanh toán cho mấy tấn thóc trừ vào công chăn nuôi cám mã rau bèo cho xã viên họ phấn khởi. Cũng nhất định không thanh toán. Nhẽ nào người ta trả không cho nó bắt lợn về. Thế mà ông ấy chỉ cho người lên báo. Chú đã dẫn bảo vệ súng ngấm gậy gộc kéo xuống phương lưu bắt người.
đem về giam trong nhà kho phân đạm hợp tác xã rồi. Thật là quá nông nổi em ạ. Bắt người phải có con dấu đóng quốc huy hẳn hoi, chứ đâu dễ bắt như con cái trong nhà thế được. Lận ngồi ngay đơ nghe ông anh cả đứng đầu chính quyền xã nói như mắng vỗ vào mặt, nhưng cấm dám cãi câu nào. Giây lát hẳn là chờ cho ông anh hạ hỏa mới từ tốn giải bày. Thực tình em cũng chưa hiểu lắm cái việc bắt người là phải như thế nào. Em đang ở ngoài trụ sở thì thấy cậu em trai ông Hưởng làm ở ban nông nghiệp, cùng với một anh ở văn phòng ủy ban huyện, đạp xe đèo nhau lên, bảo chúng tôi đi với anh Hưởng về kiểm tra trại chăn nuôi Phương Lưu bị bọn xấu chặn xe hành hung đập vỡ cửa kính, dân đang kéo ra đông lắm. Đồng chí phó chủ tịch huyện bảo chúng tôi lên truyền đạt ý kiến của đồng chí ấy, lệnh cho xã mang dân quân xuống bắt bọn hành hung tống giam. Thế là em gọi mấy cậu bảo vệ đang có mặt ở trụ sở chạy xuống, chứ nào em có biết bắt người là phải thế nào đâu. Lận nói thật lòng, bởi cha mẹ sinh ra, bé cho bú mớm, lớn cho ăn cháo ăn cơm, lớn lên chút nữa cho đi học, học xong lấy vợ sinh con. Rồi ra ở riêng, nghiễm nhiên thành ông chủ một gia đình. Đấy là bổn phận làm người đàn ông, làm ông chủ gia đình. Biết thì thưa thốt, không biết, dựa cột mà nghe. Còn như không muốn dựa cột nữa, thì hỏi mẹ hỏi cha, hỏi anh hỏi chị, để biết mà làm theo. Hoặc tinh mắt nhanh tay thì không cần hỏi ai, cứ nhìn người khác làm mà bắt trước. Lâu dần rồi cũng biết, chỉ phải kết chậm và lâu, chứ không mất gì, không thiệt hại đến ai. Ngay đến mình nhiều khi cũng không bị thiệt, mà còn có lợi là đằng khác. Nhưng việc bên ngoài thì không thể thế được, nhất là cái việc bên ngoài ấy lại do mình chủ sự, mình đầu têu. Chứ nói nhiều khi lại còn phải miệng nói tay làm, hay như cánh vân ra sân khấu thường bảo tự biên tự diễn, thì tính chủ động, tính sáng tạo cá nhân có vai trò quyết định thành bại. Tiếc rằng Lận chỉ có được một nửa những điều vừa nhắc kia thôi. Nghĩa là Lận đúng là người đứng đầu hợp tác xã toàn xã Tiên Trung, người chủ sự của hành vi bắt người giải về xã giam. Bởi nếu không có Lận đưa bảo vệ xã xuống, không ra lệnh cho bắt người, thì bố bảo mấy tay bảo vệ dám xông vào bắt ông Tinh, đội phó đội sản xuất, kiêm tổ trưởng tổ cơ đỏ và Điền, nguyên chủ nhiệm hợp tác xã cùng mấy người nữ ở đầu làng Phương Lưu. Đúng như Lận vừa nói với ông anh, nửa như thanh minh, nửa như nhận lỗi. Em cũng chưa hiểu lắm về cái việc bắt người là phải thế nào. Vì từ ngày còn đang học lớp 7, Lận đã say gái như say thuốc. Không mấy tối thứ bảy chủ nhật chịu ở nhà, cứ cơm xong là lỉnh. Nhiều đêm để nhà chờ cổng rõ đến sáng. Mà tìm gái thì cấm chịu tìm gái làng cho gần, cứ vào mãi Phương Trà, Phương La, có khi còn lần sang tận xã bên mò gái. Nhưng nào có kết cô nào, cứ vài tháng lại thấy cặp kè một cô dẫn về nhà chơi. Có khi chỉ tháng trước dẫn cô này, tháng sau đã thấy đèo cô khác. Về giới thiệu đây là bạn con rồi. Thế nên học chưa hết lớp 7, Lận đã đòi lấy vợ. Từ bà mẹ đến anh trai, chị dâu rồi chị gái anh rể, ai cũng nhất loạt giơ cả hai tay. Kẻo lỡ nó dại dột làm con người ta chửa ra đấy thì mang tiếng. Không những thế, lấy nhau ăn chung ở độn với mẹ và vợ chồng ông anh được đúng 3721 ngày. Vợ Lận giờ quẻ đòi ra ở riêng. Thế là thuật, bây giờ còn làm ủy viên thư ký ủy ban xã, đành thu xếp mãi, mới đổi được ít diện rau về chân tre cho em vượt thổ làm nhà. Ổn định chốn ở thì vợ Lận sinh con gái đầu lòng, ruộng sâu trâu nái, gái đầu lòng. Chẳng biết câu ca của các cụ sướng khổ đến đâu, nhưng Lận đúng là từ khi vợ đẻ con gái đầu lòng thì cứ lên như diều gặp gió. Đầu tiên là chị An đang làm thư ký đội sản xuất thì xin nghỉ, vì đến tháng nằm cữ được con thứ ba. Lẽ ra chị tạm nghỉ mấy tháng, đẻ xong hết cữ lại vẫn làm. Nhưng đằng này chị cứ nằng nặc xin nghỉ vì nhà neo người. Chồng lại làm công nhân mãi nhà máy đóng tàu Hạ Long, chiều chủ nhật đạp xe đi, tối thứ bảy mới về đến nhà. Chả còn đỡ đần gì được cho vợ con. Và bây giờ Lận cũng thôi học hơn một năm, vợ Lận đã đẻ được mấy tháng. Ông anh rể tức là Trường, chồng cô Ngấn, hồi ấy đang làm trưởng phòng ở huyện, cũng định xin cho em vợ đi làm chân bảo vệ ủy ban huyện. Nhưng của đáng tội, Lận không biết thuộc nhóm máu gì mà hễ rời vợ ra 10 hôm, thậm chí chỉ vài ba ngày đã không sao chịu nổi. Cứ ngửi thấy mùi gái là sấn đến như gà trống quện gà mái mỗi buổi sớm thả trong chuồng ra. Lận không đi đâu, chỉ ở nhà, hai vợ chồng, một đứa con nhỏ với ba xào rưỡi ruộng, vừa làm vừa đú đợn, nhàn thân sướng đời, việc gì còn phải đi đâu cho gò bó. Lại mỗi khi thích lên, muốn tí máy tí mẹ, chả biết vào chỗ nào, chi bằng cơm nhà đồ vợ là hơn. Thế là Lận nhận chân thư ký ghi chép công điểm, phân do giống má của đội sản xuất. Cũng nói thêm là đội sản xuất hồi ấy nằm trong hợp tác xã một làng, không to như sau này sát nhập bốn hợp tác xã của bốn làng thành hợp tác toàn xã. Nên công việc của một thư ký đội cũng không có gì vất vả nhọc nhằn và phức tạp cho lắm. Đến như chị An mới học giờ lớp 5 còn làm được, huống hồ Lận đã có trình độ tới lớp 7. Khởi đầu từ anh thư ký đội,
được vài vụ anh trai chúng chấp hành đảng bộ xã được cử sang tham gia ban quản trị, làm chủ nhiệm hợp tác xã Phương Trì, liền rút em lên làm phó ban kế hoạch của hợp tác xã. Cuối năm ấy Lận lại được kết nạp đảng, con đường hoan độ của Lận cứ thế thăng tiến. Chả bao lâu trước ngày sát nhập 4 hợp tác xã nhỏ thành hợp tác có quy mô toàn xã, Lận đã là chủ nhiệm hợp tác xã Phương Trì. Thế là khi sát nhập, Lận nghiễm nhiên đảm danh chức phó chủ nhiệm hợp tác toàn xã Tiên Trung. Nhà anh em Thuật Lận năm ấy hình như là năm thăng quan. Trên huyện thì Trường, em rể Thuật cũng là anh rể Lận, được đề bạt phó bí thư huyện ủy, phân công đảm nhiệm chức vụ chủ tịch ủy ban huyện. Dưới xã, Thuật được cử làm phó chủ tịch ủy ban, còn Lận cũng nghiễm nhiên trở thành một trong 3 phó chủ nhiệm hợp tác toàn xã, sánh ngang với chức phó chủ tịch. Còn về sau, bằng cách nào Lận lên chủ nhiệm hợp tác toàn xã Tiên Trung thì chúng ta đã biết qua câu chuyện của Điền với Cải. Cái đêm hai người thức gần đến sáng, nếu không có tiếng kêu có đứa lấy trộm sen, mà kỳ thực lại chính thằng Bính và cái Viên đưa nhau ra bờ đầm sen thề thốt để ông Khởi trêu cho, rồi ù té chạy, thì có lẽ là họ còn chuyện trò với nhau đến sáng. Thuật nghe em trai nói đi nói lại nửa như thanh minh, nửa như nhận lỗi. Em cũng chưa hiểu lắm về cái việc bắt người là phải thế nào, liền hiểu ngay là em nói thật lòng. Bé cha mẹ nuôi, lớn lại mẹ đi xin dâu dẫn cưới, vào đời thì hết anh trai chị gái anh rể lo cho từng bước. Con đường hoan lộ cứ thẳng như kẻ chỉ, chưa một vết dặn. Vậy mà Lận lại chưa bao giờ có nổi lấy một tháng, chứ chưa nói một năm, ngồi vào lớp quản lý kinh tế, hành chính, hay chính trị chính em nào. Thì làm gì có hiểu biết về quá trình dẫn đến một hành vi có thể bị bắt, và trước khi bắt người thì phải tiến hành những bước nào. Bởi Lận không biết thuộc nhóm máu gì, mà hễ rời vợ ra 10 ngày, thậm chí vài hôm nữa không sao chịu nổi, nên cứ nói đến đi học tập trung trên trường đảng tỉnh, thậm chí ngay tại trường đảng huyện là Lận lo kế hoãn binh. Thuật biết tính em trai nên làm việc gì cũng kèm cặp giết gióng, bảo ban đến nơi đến trốn trước khi em ra đến ngoài. Lận được cái nhiệt tình, bảo làm gì là hùng hục như trâu húc mã, nhưng hữu dũng vô mưu, lại nông cạn sốc nổi, nhiều khi làm xong mới biết là dại. Được cái bảo là nghe ngay, nói ra được câu ấy cũng là người biết nghĩ. Thuật nhìn ông em trai đứng đầu hợp tác xã nông nghiệp toàn xã, vừa thấy cảm thông, vừa thấy thương thương. Rồi tội tội cho thằng em vừa làm một việc nông nổi, nếu không muốn nói là dại dột. Giây lát, Thuật dịu dàng bảo Lận. Thôi, chú đi thả mấy người ấy ra đi. Riêng ông Tinh và Tay Điền chú mời bằng được họ vào phòng họ chú bên hợp tác xã uống nước. Chờ tôi ra, cả tôi và chú có lời xin lỗi họ vì chưa hiểu rõ thực hư ra sao. Mới chỉ nghe mỗi em trai ông Hưởng và một anh ở huyện đến nói, đã vội cho bảo vệ xuống bắt người là thiếu sót. Mong hai đồng chí về nói với các anh, các bác dưới làng thông cảm cho. Thế nha, chú đi đi. Mềm nắn rắn buông, phải biết lựa chiều cư xử. Chứ cứ lúc nào với ai cũng nắn nắn bóp bóp nữa là có bữa vỡ mặt đấy. Ông anh trưởng tộc lại làm chủ tịch xã, bảo chẳng lẽ không đi. Chứ đi thì đi, Lận vẫn thấy ấm ức. Dẫu là việc bắt người vô cớ, ừ thì cứ cho là vô cớ, vì chưa có lệnh đã bắt người ta đi, thì những người ấy cũng chưa hẳn là hoàn toàn không có lỗi. Thế nên thả ra thì được, chứ lại còn mời vào văn phòng để cả chủ tịch chủ nhiệm đến xin lỗi và mong được sự thông cảm thì nghe nó thế nào ấy. Quả là thái độ của Thuật đối với vụ xô xát giữa tổ cờ đỏ làng Phương Lưu và những người đi trên hai chiếc xe đến chở lợn ở trại có cái gì như một sự nhún nhường sờ sợ, khác với bản tính cứng rắn máy móc đầy uy quyền của một người đứng đầu, chẳng những trong gia tộc, dòng họ mà còn trong cả xã. Lận mơ mà nghĩ như thế, nhưng cái đầu củ chuối của Lận lại không cắt nghĩa được nguyên do của việc ông anh có thái độ mềm mỏng với những người Phương Lưu, trong đó có Điền. Không hiểu sao lại lạc vào đấy mà Lận cho bắt giam là nghĩa làm sao. Nhưng ông anh bảo đi thả thì cứ phải đi đã, thả rồi thì mời bằng được ông Tinh và Điền sang phòng hợp tác xã uống nước và có lời xin lỗi họ thì cứ phải mời bằng được, có gì khuất tất, có gì chưa hiểu thì đành hiểu sau vậy. Nhưng Lận không phải chờ hiểu sau, lại càng không phải tự mình tìm hiểu đấy. Ngay tối hôm ấy, nhà Lận vừa cơm nước xong đã thấy bác Cả sang chơi đấy. Ấy là Hoan, vợ Lận, đang đứng ngoài cửa chuồng lợn cho con lợn nái mới đẻ 12 con ăn thêm bát cháo lấy sữa đêm cho con bú. Chợt nhìn thấy Thuật lững thững đi khuất sau bụi tre ngoài cổng, vội chạy vào bảo chồng giục con dọn mâm bát đi, nhanh lên, bác Cả sang chơi đấy. Nhà này cũng như nhà mẹ con bà Bao, chị dâu và cả bà cô Ngấn, tiếng lấy chồng làm chủ tịch huyện, nhưng gia phép quyền huynh thế phụ từ đời ông đời cha vẫn được giữ nguyên. Dẫu Thuật không phải là con trai cả trong làng, nhưng ông Cả là chồng bà Bao, bố thằng Bính, đã hy sinh ngoài mặt trận. Thuật là thứ giờ phải đứng chân trưởng tộc, không những nối dõi tông đường, thờ cúng tiên tổ, giữ nghiêm gia phép, mà còn phải bảo ban các em, các cháu biết đường ăn nở với họ tộc xóm làng. Mà họ Phạm Khắc làng Phương Trì cũng là một họ lớn,
chỉ riêng số suất đóng dỗ tổ hàng năm đã trên dưới 200. Chưa nói đến người họ này đi sinh cơ lập nghiệp mãi Hải Dương, Hà Nội, Quảng Ninh, rồi tận Sài Gòn, Vũng Tàu. Ở đâu làm ăn được, ở đấy thấy người họ phạm khắc. Dẫu gia tộc nhà Thuật không là ngành cả trong họ, nhưng cụ cả bộ, trưởng họ này, hồi cải cách ruộng đất bị quy địa chủ đưa ra đấu tố mấy đêm ngoài sân đình. Năm ấy cụ cả bộ 73 tuổi, đúng vào tuổi hạn, lại người đang yếu sẵn, bị giam hàng tháng trời, lại đúng vào năm đói kém, nên vợ con cũng chẳng còn gì tiếp tế cho cụ ngoài gói cơm nắm, củ khoai luộc. Cụ cả cùng mấy người bị quy là địa chủ trong xã bị đưa ra giam ngoài trại lẻ chân đê, nay gọi là làng Phương Lưu, nơi có trại chăn nuôi lợn nổi tiếng, mới xảy ra xô xát giữa tổ cờ đỏ với ông phó chủ tịch cùng hai chiếc xe của huyện xuống bắt lợn. Mấy ngày đầu vợ con còn hạt gạo củ khoai, thì ngày hai bữa vẫn mang cơm khoai ra cho cụ. Ít ngày sau những thứ ấy hết thì vợ con cũng hết thứ tiếp tế. Nhưng đấu tố thì không thể vì thế mà hết, vẫn cứ đúng lịch đội sắp xếp, cụ cả bộ được đưa về đình làng để nông dân đấu tố. Trong một đêm mưa phùn giá rét, trước mấy trăm con người đang ngồi lố nhố chật sân đình, cụ cả đang đứng co ro trong vành móng ngựa, bỗng khuỵu gập chân, đổ người đánh nguỳnh một cái xuống sân gạch, cứ như xin âm dương vậy. Cụ cả qua đời, dòng họ Phạm khắc làng Phương Trì mất đi một vị trưởng tộc mấy chục năm hương hòa từ đường, giữ nghiêm luật lệ dòng họ, theo lẽ thường che già măng mọc. Nhưng của đáng tội, nhà cụ cả về đằng trai chỉ được độc mỗi người anh là anh Bôn, thì cách đấy 2 năm đã hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ mất rồi. Chỉ còn hai bà con gái, nhưng xưa này không ai lập con gái làm thừa tự bao giờ. Vậy là nhà Thuật dẫu chỉ là anh thứ, cũng phải đứng ra cáng đáng công việc họ tộc. Thế lại hóa hay, giờ Thuật chẳng những đứng đầu họ tộc mà còn đứng đầu chính quyền cả xã Tiên Trung. Một người làm quan, cả họ được nhờ. Huống hồ chỉ riêng nhà Thuật giờ đã có tới 2 người làm quan đứng đầu xã. Người nắm chính quyền, người nắm kinh tế tập thể. Chưa nói ông em rể là người đứng đầu chính quyền của cả huyện, như ngày xưa gọi là quan, quan huyện chứ chả anh em em sắc sược như bây giờ. Nhưng đấy là chuyện hàng xã hàng huyện, còn giờ đang nói chuyện trong nhà. Thuật không mấy khi vào nhà bà chị dâu, mà nếu ông chồng còn sống thì lại là trưởng tộc cơ đấy. Cũng không mấy khi ra nhà chú em trai. Ngày cô em út tiếng là chồng làm chủ tịch huyện, anh cả đến lúc nào cũng cơm gà cá gỡ. Nhưng Thuật cũng ít khi đến. Có công việc gì cần bàn, cần hỏi, trên là bác Bao, dưới là chú Lận, cô Ngấn, Thuật, Thuật đều cho tìm đến nhà uống nước nói chuyện. Tiếng anh em Thuật còn mẹ đẻ, nhưng bà cụ năm nay đã 86, 87, gần đất xa trời. Dạo tháng trước, bị ngã tưởng chết, thuốc thang mãi mới qua. Nhưng giờ ăn đâu nằm đấy, có đi lại gì được nữa đâu. May còn biết phân biệt. Con cái có vào thăm, hỏi cụ xơi cơm chưa, vẫn nghe ra, bảo tao ăn rồi, chứ chưa đến nỗi như ông ngày xưa. Cả ngày ai hỏi cũng chỉ mỗi câu, tao chưa ăn, rõ khổ. Thế nên ông anh cả đã cáng đáng chân trưởng họ, lại trưởng tộc, còn thêm gánh nặng trông nom, chăm sóc bà mẹ già, nên từ bà chị dâu đến em trai em gái, rồi em rể cũng đều kính nể ông anh cả túc trí đa mưu, tề ra nội trị đâu vào đấy. Dẫu một vài tháng, chứ cả năm anh cả không đến nhà các em, các cháu cũng không ai nỡ nửa lời trách cứ. Không những không nửa lời trách cứ, mà mỗi khi thấy ông anh cả hạ cố đến nhà, còn mừng vui khôn xiết. Vợ chồng con cháu rối rít giục nhau rước bác cả vào nhà, đi đun nước mau lên, còn chè mạn không mẹ nó, đứa nào chạy đi mua cho bố lạng chè về tiếp bác cả này. Sau khi chạy vội vào bảo chồng giục con, bác cả sang chơi đấy, Hoan liền quay ra rối rít mời chào. Bác sang chơi nhà chúng em ạ, mời bác vào trong nhà xơi nước. Thoạt hôm nay mặc chiếc áo sơ mi màu nước biển ngắn tay, bỏ trong chiếc quần bộ đội cũ, nhưng màu vẫn chưa bạc mấy, như tôn thêm dáng người đã cao càng cao và đĩnh đạc hơn. Vừa bước những bước thư thái, chững chạc, rất đúng tư thế ông anh trưởng đến nhà chú em, Thuật vừa cất tiếng rành rẽ. Thím cứ mặc tôi, đã cơm nước gì chưa? Hoan vội đáp. Dạ chúng em cũng vừa dùng bữa xong. Lần từ trong nhà, vừa đưa tay lên trước ngực đóng vội hàng cúc áo, vừa tập tững bước ra. Bác sang chơi, mời bác vào trong nhà. Nhà Lận làm từ những năm 70, khi Thuật mới ở bộ đội về, đang làm chân ủy viên thư ký ủy ban xã. Phải đổi mấy thức diện rau 5% của nhà mới được nửa xào ruộng chân tre, vượt thổ làm nhà cho em trai. Tiếng là ở rìa làng nhưng chỗ thổ cư nhà Lận không lấy gì làm rộng, lại thêm lúc làm nhà chú em tinh tướng nhất định không nghe ai, cứ một mình một phách, vượt thổ làm nhà chính giữa đám đất, còn đằng trước đằng sau để đất không. Ngày ấy ông anh cả nói không được, giận mấy hôm không lai vãng đến em làm nhà, mặc dù ngày nào cũng có hàng chục người xây người phụ. Thế nhưng, bây giờ trông ra cảnh nhà Lận, lại ra dáng một thổ cư hài hòa, nếu không muốn nói là đẹp. Có lẽ chỉ thua ông anh một cấp là nhà chưa thành hình gọng bừa,
nghĩa là chưa có mấy gian nhà ngang nữa thôi. Nhưng về cảnh trí, lại ăn đứt nhà ông anh cả. Này nhá, cái nhà ba gian một thò hai thụt, một kiểu nhà rất phổ biến ở đồng bằng sông Hồng những năm 70-80, xây vững chãi, có cửa sổ mở ra bốn phía, giờ như đứng giữa một khuôn viên cây xanh, toàn loại vải thiều Thanh Hà mua tận gốc, cây nào cây ấy cứ như chiếc nơm khổng lồ úp chụp xuống đất, chĩu chịt những quả là quả. Nhưng cái đáng giá hơn không phải là ở 10 cây vải thiều, mặc dù mỗi vụ vải lận để đúng dịp Tết Đoan Ngọ mồng 5 tháng 5 chiết sâu bọ mới lấy xuống bán, đắt còn thiếu nước hơn cả tôm tươi. Nhưng cái đáng giá hơn không phải là 10 cây vải, mà khu đất đằng sau vốn là một cái bến thuyền, thuyền ra vào từ bao đời, nhưng sau khi sát nhập các hợp tác nhỏ thành hợp tác toàn xã, rồi đi lên sản xuất lớn, không ai chịu nước lạc hậu lại đi chở thuyền, hơn nữa lại có nhà nước đầu tư rót tiền bạc máy móc vào cho mặt trận hàng đầu nông nghiệp, nên đội sản xuất nào cũng có xe bò, xe công nông, máy kéo, chở phân ra đồng, chở lúa về sân kho, cày bừa cũng bằng máy, tí nữa thì còn được trang bị cả máy cấy, máy gặt đập liên hoàn nữa chứ. Thế cái bến thuyền cạnh nhà lận mới thành cái bến hoang, mà cái giống đất đai, đầm hồ đã bỏ hoang, thì không anh nông dân nào không thấy sót. Thế là lận mượn người mua tre bờ, chặt hạ, đan thành những con rồng tre thả xuống đầm, rồi lại đóng đất móc bùn đổ lên. Chỉ 10 hôm nó thành con bờ vững chãi bao trọn cái bến rộng đến hàng mẫu. Ngay vụ cá năm ấy, lận cho đổ xuống vùng bến gần chục vạn cá con bằng lá lúa, hạt bòng. Quay đi quay lại mấy tháng kéo lên, bán cá giống, có tiền ngàn. Nhà lận phất lên từ đấy. Vợ chồng làm không xuể, lận phải mượn người cắt cỏ cho cá ăn, nuôi ông chú vợ đơm cơm ngày hai bữa, chỉ trông coi bờ nậm vùng bến. Vậy nhưng, dưới con mắt ông anh cả, lận vẫn bị coi là cái thằng đầu củ chuối, như thuật thường nói mỗi khi chỉ có mấy anh chị em trong nhà với nhau. Những cái việc lận đùng đùng cho bắt tay Điền, ông Tinh và mấy người làng Phương Lưu ra cản xe huyện. Khi ông anh bắt đi thả họ ngay ra, lận chẳng hiểu sự thể ra sao, nhưng cũng không dám hỏi lại, chỉ biết dồn đọng trong lòng một cục bực. Bực nhưng lại không dám nói, không dám hỏi, càng không dám cãi thì lại càng bực hơn. Lận đeo cục bực về nhà, ngồi xuống mâm cơm, mặt đầy như cái cơi, không hỏi, không nói, không trò chuyện với vợ con, cứ thế bưng bát cơm lên ăn, hết ba bát như lệ thường đứng dậy vào giường nằm. Dọ đến khi vợ từ ngoài chuồng lợn chạy vào, nói mà như gọi, bác cả sang chơi đấy, mới uể oải dậy, với chiếc áo sơ mi treo đầu cột, vừa mặc vừa đi ra chào. Ông anh cả nhìn nét mặt như héo như dưa, lại nghe tiếng chào như mồm ngậm hạt thị của chú em, liền nói một câu vỗ về. Vải nhà chú năm nay sai quá nhỉ, dễ mỗi cây tới vài tạ đấy nhá. Mặt lận đã thấy giãn ra, da rẻ cũng bớt đi những nét nhăn cóc cấy. Ai đến nhà lận chơi, hoặc gặp ở đâu mà ngay lập tức khen cây cối trong vòng xanh tốt và sai quá nhỉ. Vùng bến trong ngày càng đẹp ra đấy, nhiều hôm đi qua thấy cá mú nổi lên như sao xa. Là dẫu đang có nỗi bực buồn trong lòng, lận cũng tươi tỉnh niềm nở được ngay. Tính lận lắm lúc đến buồn cười, bực dọc đấy, hờn giận đấy, nhưng bỗng chốc lại như không có gì vướng bận trong lòng, cười nói vui vẻ vô tư được ngay. Lận kéo chiếc ghế gỗ mộc đến sau lưng Thuật. Mời bác ngồi tạm, gớm, bên nhà em đông trẻ, chúng bày biện bừa bãi quá, chứ không như bên bác. Thuật quay lại nhìn nhanh cái ghế lận vừa đặt sau lưng, trên mặt ghế còn in mấy vết chân trẻ con dính đầy cát, bảo. Ai bảo đẻ lắm vào còn kêu. Quả là vợ chồng lận đẻ hơi nhiều, rời để cho nguyên vẹn dễ nửa tiểu đội. Bỏ mất đứa đầu và đứa thứ ba, vẫn còn 5 đứa con sàn sàn đầu nhau, 3 trai 2 gái. Trả bù cho vợ chồng Thuật, chỉ đẻ mỗi bận, được mỗi đứa con gái. Thế nên riêng về đường con cái, Thuật nhiều lúc như ghen tị với chú em ruột. Nhưng ghen tị thế chứ ghen tị nữa cũng trả lại được với vợ chồng lận. Vì người đời đã có câu, tốt giống tốt má, tốt mạ tốt lúa. Vợ chồng lận được cả hai. Lận có dáng người cao đậm, đôi chân dài với hai bàn tay to bè. Những người đàn ông trường túc như thế, người ta bảo cứ đi qua đầu giường, vợ cũng có chửa. Chứ đừng nói đêm nào vợ chồng cũng nằm chung giường. Mà vợ chồng lận hoan từ khi lấy nhau, giờ đã có 7 mặt con cả sống lẫn chết. Khó khăn lắm cũng chỉ giữ được 1-2 tháng đầu, vợ mới ở cữ là vợ chồng nằm riêng. Nhưng cũng chả mấy hôm gần sáng, anh chồng không lần vào cái giường ngào ngạt mùi sữa, quện với mùi nước đái và cứt trẻ sơ sinh tanh ngàn ngạt. Vợ giấu con, nhưng kỳ thực tay cứ sờ sờ vào cái bên dưới của vợ. Còn sang đến tháng thứ ba, thứ tư trở đi, thì thôi đấy, dẫu ban ngày lận đi làm mệt, đêm vừa đặt mình xuống đã ngáy như kéo bể lò rèn, thì thể nào nửa đêm về sáng, Hoàn cũng giờ dẫn sờ soạng cây của lận, chỗ kỳ cứng như cây xào rồi để vào đúng chỗ bẹn mình day day. Làm lận có ngủ say đến chết thì cũng giật mình tỉnh giấc.
Người ta bảo chim ra rằng nàng ở cữ, mỗi lần hoan ở cữ là một lần như thế hoan thoát xác, thịt da nở nang, trắng như trứng ở bóc, còn khuôn mặt trái xoan, bên núm đồng tiền trên má lúc nào cũng hồng hồng như ngượng ngùng e ấp, khát khao một cái gì muốn được đền đáp, muốn được toại nguyện. Hoan là người đàn bà có vẻ đẹp tự nhiên, dáng người cao ráo, thắt đáy lưng ong, khuôn mặt nhẹ nhõm tươi tỉnh, hai cánh tay thon dài, đi cứ vung va vung vẩy như múa. Ai đi đằng sau nhìn cũng phải khen mềm và đẹp. Chẳng bù cho vợ chồng ông anh cả, tiếng nhà thuật được cả vợ lẫn chồng đều to con săn chắc. Nhìn bên ngoài ai chẳng bà vợ chồng nhà ấy cũng vào loại mắn đẻ. Nhưng Phượng vợ thuật, người đanh, chắc rắn như cây sắt, nước da khô như tàu chuối mùa đông. Lần có chửa đỡ đầu lòng, đi cấy chiêm ruộng đầm, ngâm nước bị cảm lạnh chạy vào, cấm khẩu tưởng chết. May gặp thầy gặp thuốc, ông Lang Luân dưới Lai Hạ, nên chỉ cấm khẩu đúng 7 ngày, sang ngày thứ 8 không phải lấy đũa cả ngáng răng cũng đổ được mấy thìa cháo. Qua đợt ấy đẻ đứa đầu lòng chưa được nửa năm, lại có chửa đứa thứ hai. Một hôm Phượng đi gánh phân khoán cho hợp tác xã ra cánh đồng láng, tham gánh nhiều, đâu những hơn 60 cân phân chuồng. Đang đi bỗng đòn gánh gãy, Phượng ngã quỵ xuống bờ ruộng, một bên quang xào đè lên lưng. Phượng bị sải thai, băng huyết, phải đưa đi bệnh viện huyện. Từ đấy không biết có phải do quen máu, hễ lần nào có chửa là y như rằng chỉ giữ được vài tháng, cái thai lại ra. Những năm sau này khi thuật đã xuất ngũ, vợ chồng có dịp gần nhau. Có dạo chỉ già nửa năm, Phượng sảy thai đến hai lần. Thế là sợ chết khiếp. Hễ gần đến ngày kinh nguyệt là Phượng lè làng xa chồng, thậm chí nằm chung giường cũng không dám. Chỉ sợ chồng đi họp hành. Tiết canh lòng lợn, bia rượu vào, đang đêm lại tím máy tím mẻ mà lại có chửa lại chửa. Mà chửa thì lại sảy thai băng huyết lần nữa, quá tam ba bận, chỉ còn nước chết. Thế nên Phượng cạch, không dám đẻ đái gì nữa. Đúng là con người ta không biết thế nào, chẳng lẽ ngay cả đường con cái, câu của người xưa. Kẻ ăn không hết người lần không ra, vẫn cứ đúng. Thế nên mỗi lần sang nhà chú em, nhìn lũ cháu đùa nghịch như quỷ sứ, nghe vợ chồng em trai ca cẩm, con cái chỉ biết bày bừa ra nhà, chứ không biết đường dọn dẹp, thuật vừa thấy ghen tị với vợ chồng em con đàn con đống, lại vừa thấy thảnh thơi, quang quẻ cửa nhà, một khi vắng bóng trẻ mò đùa nghịch bừa bộn. Thấy ông anh cả quay lại nhìn cái ghế mình vừa đặt xuống, miệng lầm bầm như mắng, ai bảo đẻ lắm vào còn kêu. Lợn vội cúi xuống, chân bàn lấy cái rẻ lau lau mặt ghế rồi cười tuế toá. Nhiều lúc nghĩ cũng bực lắm bác ạ, chỉ muốn đét cho mỗi đứa mấy cái cọng chổi. Thuật cười buồn. Chú bực, chứ tôi dẫu muốn, cũng chả có mà bực. Thuật nói xong, cả hai anh em như rơi vào im lặng. Lợn lặng lặng lau ghế rồi lau bàn, xong lại đổ ít nước từ chiếc ấm trong rành tích ra bốn cái chén cáu vàng nước chè. Không biết từ bao giờ, rồi quấn một đầu rẻ vào ngón tay, trỏ đưa vào lòng chén kỳ cọ từng cái một, ra ý rành ràng, chờ vợ đi mua chè về. Còn Thuật ngồi xuống trước ghế em trai vừa lau, lặng lẽ đưa mắt ra ngoài sân. Chỉ có một vệt sáng nhòa từ chiếc đèn soi cá treo trong nhà hát ra. Nhưng cũng đủ để Thuật nhìn thấy ngoài sân, ngoài vòng, cả ngoài đường ngõ xóm chạy qua trước nhà, có ai qua lại, có động tĩnh gì. Nhưng chỉ thấy im mắng đến phẳng lặng, không tiếng bước chân người, không tiếng gió thổi, đến tiếng lợn gà ngan vịt tranh ngổ động chuồng cũng không. Tiếng chó sủa lại càng không nữa, vì lệnh cấm nuôi chó vẫn được đọc đi đọc lại ra giả trên đài truyền thanh huyện, theo đường dây có loa kim mắc vào tận các nhà. Có cho ăn kẹo cũng không đâu còn dám nuôi chó. Không có tiếng chó sủa, xem ra xóm làng đêm hôm cũng thấy văng vắng thiêu thiếu cái gì. Chỉ có sự im mắng phẳng lặng, làng xóm chưa hẳn đã hay. Nó còn phải thế nào nữa kia? Tiếng gà kêu, tiếng chó sủa, tiếng lợn réo đòi ăn, tiếng sừng trâu cọ vào gióng rồm rộp, tiếng kẽo kẹt của khóm tre bờ ao, và cả tiếng chửi nhau như hắt hay của hai nhà liền kề. Chỉ mất mỗi quả khế chua mà cho nhau ăn đủ thứ ngon vật lạ. Thuật ngồi lặng lẽ nhìn ra vệt sân nhạt nhòa, ánh sáng đèn dầu, trong đầu chập chờn những ý nghĩ rời rạc đứt quãng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 6 của Bạo Đồng. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cô các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 7. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.